Xin chào anh em. Đèn đường chiếu sáng năng lượng mặt trời anh em nhá. Đây, hôm nay thì anh em đi theo mình xem cái độ sáng của cái đèn đường này nó như thế nào nhá. Đây, đằng trước là một chị gái này hỏi thăm chị đi xem như nào nhá. Cái đèn năng lượng này nó có sáng đến sáng không? Cái đèn năng lượng này nó có sáng đến sáng không? Sáng nó có sáng đến sáng không sao không? Không, đến sáng là tắt mà. Ý là nó có sáng được hết đêm không? Hết. Sáng nhỉ? Đấy, vừa rồi thì mình có hỏi chị xuống ở ven đường này. Đấy, chị đi trả lời là đèn sáng hết đêm, cứ sáng thì tự tắt. Đây là tuyến D, là D Phú Minh ở Phú Xuyên. Đấy, mỗi một cột đèn này thì cách nhau thì khoảng sao nào, ở đây khoảng 20 mét. Đấy, mà cột đèn thì cao khoảng 5 mét, hơn 5 mét. Đấy, rất là sáng, là chúng ta sáng luôn đường D rất là sáng. Đấy. Đây, anh em đi qua Phú Xuyên này, đi qua D này thì có thể theo dõi cái loại đoạn đường này có đèn năng lượng mặt trời đang lắp thí điểm thôi. Đoạn này thì lắp đặt khoảng gần 2 cây số là đèn năng lượng mặt trời. Ở đây có cột đèn này thì có kết hợp cả điện gió trên, là có cối thay gió luôn. Đấy, động cơ gió để tạo ra điện. Đấy, chiếu sáng luôn. Rất là sáng luôn, đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng đường nhá. Vì cái nào nó là cái xu hướng thôi, vì dần dần thì cái việc sử dụng đèn năng lượng mặt trời hay là các sản phẩm năng lượng sạch nó thành cái nhu cầu rất yếu rồi. Đấy, đèn đường như này thì không cần phải trước đấy thì không cần phải kéo dây cáp nặng nhằng gây nguy hiểm gì cả, cứ thế mà lắp cột đèn xong lắp đèn lên dựng lên thôi. Đèn thì lắp sẵn được cột dựng lên là xong. Đấy, đoạn đường D này thì nó có khoảng mấy chục cột đèn gì đó, mình cứ đang đi đây, khoảng 25-30 mét gì đó một cột thì sáng, không thua kém gì đèn điện cả. Đó. Chi tiết thì anh em có thể để lại số điện thoại hay là comment thì anh mình có thể tư vấn chi tiết hoặc là đi qua đường này. Xin chào và gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye.